Xin kính chào của cô chú anh chị gần xa yêu thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đã quay trở lại với kênh Mai Vàng Bến Tre ha. Và hôm nay thì vườn mai của em Phạm Nhi có làm một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lo mai giống bên vườn của em Nhi nha cô chú anh chị. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào giá cả hợp lý. Cô chú anh chị mình ủng hộ cho vườn của em Nhi ha. Hôm nay thì giao lưu với mức giá từ 150.000 cho tới 200.000 một cây bao phí vận chuyển ha. Rồi không làm mất thời gian nữa, em mời cô chú anh chị gặp luôn em Nhi để em Nhi chào giới thiệu và giao lưu nha. Chào em Nhi ơi. Dạ em xin chào anh và xin kính chào toàn thể với cô chú anh chị đang xem kênh ạ. Hôm nay trở lại kênh xin lưu cô chú anh chị mình lô mai giống tiếp tục nha. Thì cũng như lớp trước thôi, lô mai này thì cũng đồng giá từ 150 cho đến 250.000 thôi. Dạ. Đa số không có 250 thôi cô chú anh chị. Vô dạ. Cây đầu tiên là mã số 21A là một cây siêu bông Sài Gòn cô chú anh chị. Để thú luôn cô chú anh chị ha. Dạ, này cây này chơi để mini để bàn á, rất là đẹp luôn á. Nó ra nụ kim rất là nhiều rồi nha. Hoành được 7. Nụ kim nè cô chú anh chị, nụ non nè ha. Tháng này bắt cao đầu lên nụ non 35. Tháng này được 43. Rồi cái này em xin cho cô chú anh chị giá 200.000 thôi nha. Đó cây. Rồi tiếp theo cây mã số 22A. Một cây cúc họ Hương nha cô chú anh chị. Rồi. Cây này đế lò xo nha, rất là đẹp dễ thương hết cô chú anh chị. Rồi. Quanh được 7. Cao 52. Tán ngang là mình được 50. Rồi cái này em xin cho cô chú anh chị giá cũng 200.000 nha. Rồi đó cây. Rồi tiếp theo mã số 23A là một cây đại lộc nha cô chú anh chị, để bí nha. Rồi. Nguyên củ bí luôn cô chú anh chị ha. Quanh là mình được 7. Rồi. Cao 44. Tán ngang được 28. Rồi cái này em xin cho cô chú anh chị giá 180.000 ạ. Rồi mình đổi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 24B. 24B là một cây 24A. Ủa 24A nha cô chú anh chị. Em lộ mã số là 24A nha. 24A là một cây giảo siêu nụ nha. Rồi để bí luôn cô chú anh chị ha. Nụ nè, nhiều lắm nha cô chú anh chị. Giảo siêu nụ. Bao bông từ 8 cho tới 15 cánh nha. Mình được khoảng 7 nha cô chú anh chị. 8, 10, 12, 15 được. Cao được 45. Tán ngang được 45. Rồi cái này em xin giao lưu cô chú anh chị giá cây này là 150.000 nha. Rồi mình đổi cây ha. Dạ. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 25A, một cây cúc cam nha cô chú anh chị. Rồi, cây này tàn khá luôn cô chú anh chị. Dạ. Rồi. Hoành là mình được 6. Cao 54, tán ngang được 55. Rồi cái này em xin giao lưu cô chú anh chị giá cây này là 200.000 nha. Rồi, mình đổi cây ha. Dạ. Rồi tiếp theo cây mã số 26A. 26A là một cây cúc gia đình nha cô chú anh chị. Rồi. Cây này đế bí đẹp luôn cô chú anh chị. Xuất sắc cái đế bí. Cúc gia đình bông chùm lắm nha. Hoành được 9. Rồi. Em đo củ đế bí nha cô chú anh chị. Củ đế bí là được 29. Rồi. Cao 50. Rồi. Tán ngang được 49. Rồi cái này em để cô chú anh chị mình giá 200.000 thôi nha. Rồi đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 27A. 27A là một cây giảo xi bông nha cô chú anh chị. Rồi. Thông số luôn đi em. Hoành là được 9. Cao 50. Tán ngang được 50. Rồi cái này em xin giao cô chú anh chị giá 150.000 ạ. Rồi đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 28A là một cây cúc, một cây thanh mai nha cô chú anh chị. Rồi thanh mai ha. Hoành được 7. Rồi. Cao 46, tán ngang được 40. Liền rồi cây ha. Này em xin giao cô chú anh chị giá 180.000 nha. Rồi đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 29A là một cây giảo tự xoắn nữa nha cô chú anh chị. Rồi. Rất là đẹp nha. Cụ đế nè cô chú anh chị. Có luôn. Hoành được 6. Rồi. Dòng củ 17. Cao 37, tán ngang được 35. Rồi. Rồi cái này em xin giao cô chú anh chị giá 180.000 ạ. Đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 30A. 30A là một cây cúc dạng họ nha cô chú anh chị. Rồi. Cây này tàn đều đẹp nha cô chú anh chị. Rồi. Cây này có củ luôn ha. Hoành được 8. Rồi. Cao 50. Tán ngang được 53. Rồi cái này em xin giao cô chú anh chị giá 200.000 và đây cũng là cây của clip của em nha. Em cũng xin cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem hết clip và ủng hộ trong thời gian qua ạ. Cũng mong cô chú anh chị mình xem được cái nào hợp nhãn mình thì mình ủng hộ em nha. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như là em Nhi cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi clip và ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo nha.